tự nhiên không đi đó, tự nhiên ra đây làm cái gì vậy? Lấy xe ra tao chuẩn bị đi, nhưng mà chở mình chậm ra đây làm cái gì? Tao lấy xe người ta hay là cái gì? Có luôn ra đây chúc mọi người đi. Trời ơi bà khỏi chúc tí thôi mà chúc qua điện thoại cũng được mà cần tình đi ra đây. Nói nghe nè, không đi thì thôi thì mình đừng có ra, hiểu chưa? Nói ra chị để nghe em gái. Rồi xin chào tất cả chú anh chị trên kênh YouTube của BB Cá Viên Chiên nha. Đó thì ngày hôm nay thì em xin đại diện cho cả một cái nhóm của má mi anh Vũ với lại anh Tony với lại anh Bo Bo với lại Út Ánh Huỳnh và Tăng Xuân Thi và anh Vũ Nguyễn và anh Brayden Nguyễn đã hỗ trợ cho một chuyến giao duyên đến phía bà Châu Đốc tại tỉnh An Giang nha mọi người nha. Đó thì hôm nay sự góp mặt của các chị em đi rất là vui nha mọi người. Thì chị Tiết chỉ là một khách là dạo chơi thôi. Em ra tiền tôi nói lên xe nè. Mọi người mới tiếng tôi phải đi trụ đi kìa. Đi trụ cho về, giỏi cho em. Em mẹ mấy đó. Chị em mình đứng dưới đào dưới đường vậy đó. Đó thì hôm nay tất cả mọi người của em là có anh Canu Hiếp nè, Phiêu Long nè, Trinh Tây Trái Cây. Rồi chị Nhi. Nhi Mẫn Cầu nha quý vị nha. Đó chị Nhi Mẫn Cầu. Chính đứng che cái đèn lại chị. Chế đèn lại, chế đèn lại. Chính tay nó mất quyền giỏ đồ rồi nè. Dạ hơn. Ơ mọi người. Đó đi tao mất giỏ đồ mọi người. Thôi nói chung bây giờ là thôi bây giờ là khởi đầu rồi, chuẩn bị khởi hành. Trước tiên em xin cảm ơn anh Vũ và chị Vũ đã tài trợ cho anh Quỳnh nữa, anh ơi với gia đình luôn. À nói chung là nguyên cái gia đình của BB là chị Vũ, chị Quỳnh, anh Vũ Nguyễn, anh Mơ Bo, anh Xuân Diên Tanh, anh Tony. Rồi Brandon Nguyễn. Anh Brandon Nguyễn. Anh Brandon. Brandon. Anh Brandon Nguyễn. Brandon. Anh Brandon Nguyễn. Anh Tommy Ngô, chị Linh Đa Trang Đài. Chị Nguyễn Cao, chị Duyên rồi bác Nguyễn Ngọc Hay quá bé này chị nhé. Là cảm ơn anh chị đã tài trợ một chuyến thiện nguyện cho tụi em nha. Thiện nguyện cái gì đi với bà má ơi. Rồi chị Nhiên có nói gì đâu đó đi chị Nhiên. Bảy người. Dạ, thôi được, kể tên được, nói rõ một lần thôi được rồi. Các anh chị đã duyên duyên cho Nhiên đi với bà. Nói lớn là Nhiên. Cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Cảm ơn. Anh Hiếu có nói gì không? Ngày đó một người anh ở trên trên mạng, trên YouTube nha đó. Đâu, anh ở bên Trung Quốc mới về. Dạ, em xin cảm ơn mấy anh chị đã tài trợ cho tụi em một chuyến đi hành hương. Rất là ý nghĩa. Rồi, Phi Lâm. Xin cảm ơn. Rồi, Phi Lâm em có nói nha mọi người. Cảm ơn anh chị, anh Vũ, anh Vũ Nguyễn và chị Úc Quỳnh. Với anh Tony và Mo Mo và vợ yêu đã tổ chức hội chiến hiệu mẹ. Trời ơi, vợ em kìa. Xấu đi. Bèo nè, đi đi nè, ở lội hết rồi. Ở lội hết rồi. Bà với vợ yêu nè. Nè, ế nè, ế nè, đang có vợ rồi không nói. Ế nè, ế luôn nè, có vợ rồi. Đi vô tủ luôn chứ. Đó trả lời đi vợ yêu nha. Ủa xin lỗi nói vợ yêu của em là tên gì vậy? Nói cho mọi người nghe đi. Em mời đình mà chị đi đi nha. Trời ơi, đi đi nha. Thích nghe thì cũng như giống như chị Tinh Phúc và chị Tinh Minh Tiếp đúng không? Chị là Minh Tiếp Pha Khe đó đúng không? Cái gì nữa? Cái tên biến đi vậy? Chị là biến sợ độ quá, chị không có đi đâu. Chúc mọi người đi vui vẻ nha. Rồi bây giờ hỏi quay cuộc hành trình lên xe với em cho mọi người nha. Bye bye mọi người. Giờ thì mình sẽ cuộc hành trình lên xe để phát những cái phần quà cho một cái lầu phát những cái bánh bao. Bánh bao và nước suối nha mọi người. Hoàn tất ạ. Ok rồi. Anh lên luôn ấy, lên luôn ấy em ấy. Tắt phụ lắm. Tốt. Đã đưa con bịch trà tắt đi ba. Rồi lên cho chụp lại đủ rồi đó. Có vô đâu đó. Đủ rồi chứ mọi người. Đủ rồi có mọi người. Đi luôn về là ha. Đi luôn. Không chú ở đâu nữa. Chú để đi, chú còn quan trọng đấy chứ. Ba, bây giờ tắt đâu ba? Đó, chỗ này có tủ lạnh luôn, có sữa chua nha mọi người nha, rất là đầy đủ. Đó. Này là anh Vũ Viễn mua. Có rồi hả? Không? Có rồi, có rồi. Nè. Có rồi.
có nước suối luôn nha. Dạ có trái cây mình ăn luôn. Có nước ép luôn nha quý vị nha, đó nước ép của Úc Quỳnh mua cho mọi người uống nha. Để mình uống trà đắt xong tới mình uống nước ép. Có nước ép, có nước ép thì nha, có nước ép có trà đắt luôn, đầy đủ luôn. Trời ơi dễ thương quá vậy hả? Em ăn cao không? Không. Ăn đi con, ăn đi lắc đói á. Ăn đi giống như là mình ăn mì lóc vậy, đúng không? Ăn để lên xe giống như mình ăn kẹo. Dạ. Bây giờ em đây mọi người ơi, đây là gen của anh Vũ Quyền với em Mami đã mua, đã ủng hộ cho Lâm nha. Để xuống dưới để cúng bà và cho tất cả các cô chú trên xe này cùng nhau để thắp hương nha mọi người. Ủa nhưng mà cái này là em điền tên nghệ danh hay là tên nghệ sĩ? Còn đây nước ép của Trinh nè mọi người, trên mở ra sao Trinh? Có cái gì không anh? Anh có cái đồ gì không? Có rồi. Đây là cái gì? Có chưa? Đây rồi. Có gì Trinh? Em có rồi. Có gì vậy? Đây là nước ép của Úc mua cho mọi người nha. Anh đưa em. Đó, nước ép hùng hùng của em nha mọi người. Đâu à? Tôi sẽ uống nước ép vô. Kệ mấy ô thôi, cho mấy bạn uống nước ép đi. Bạn uống nước ép hả? Uống nước ép nha, nước trà tắc. Uống nước ép đi, sáng uống nước ép. Có gì cho uống nước ép. Được rồi, Lâm, Em nói với cái nho luôn nha, Lâm. Dạ, của chị anh Vũ, một phần nho với 5kg cây ghi, với anh Mô Đình 2 gỗ, là còn dư 1 gỗ là của em nha. Cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em nha. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Đưa cho em vài cặp rồi đó, đúng rồi. Nhà đó ngon lắm ngoại. Có nước ép luôn nha. Thấy con đẹp rồi con. Cơm cháy đâu Nhiên? Cơm cháy đâu vậy? Hả? Rồi xong đấy là cơm cháy đắt ta. Nhiên kể với hầm sen chi vậy? Lát chưa rau câu nữa, mấy đứa nước ăn nữa. Sao? Bây giờ Nhiên lấy hàng nhỏ. Được rồi, ráng chậm dừng chân đi rồi mình. Ủa chị họ tên gì là chị? Chị Ngọc. Đó mọi người, đó tất cả đồ ăn thức uống là em cũng đã trình bày với tất cả mọi người cùng xem nha. Thì nho thì em để trên đây cho quý vị, là nho cũng có các cô chú cũng dùng. Đây, để cho cô chú dùng nho đi. Để nho này. Dạ không, cũng không phải riêng ra rồi. Còn cái này mình chia cho mình ăn nha. Có nho có tất cả đầy đủ luôn. Rồi lùi lên chứ. Cái nhóm mới đem theo đồ nhiều à. Nhan cũng vậy, không sao. Rồi kệ mọi người thấy không? Lên đình mua nha quý vị nha. Má này không có đàng hoàng nha. Hỏi là bà mình đổ vô đây nè. Ông bà mình uống tí đi. Rồi, cái này nè anh. Ai vậy trong mắt quá. Rồi tỉnh lên. Ba, nho chú sang đồ ăn nè. Gì mấy gì mà ăn ngon con nha. Chia. Đó mọi người, em cũng đã trình bày xong cái những cái món ăn của các anh chị đã mua trên xe các cô chú dùng nha. Thì cơm giá chiên để phía dưới một lát sẽ lấy lên nha. Đó rồi, bây giờ tụi em đã tới Châu Đốc rồi nha quý vị nha. Đó bây giờ nếu như là cá sấp cá rồi là gì? Cá mồi mấy cô bóng nha đó, chị Nhiên nè, ngon ghê. Đó chị Nhiên nè, Minh Đắc kiếm kìa kìa. À Minh Đắc kiếm gì kìa. Đó, hai bà bóng nằm đây nha mọi người. Trời ơi, con nó làm gì vậy trời? Đó, ngủ đi đầy thiệt á. Phú Trưởng làm gì vậy trời? Nó mê mày vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Đó, con chính nằm vậy nè. Trời ơi. Đó. Ở đây Phiêu Long nè mọi người, với lại anh Canu Hiếp nha. Nó nằm thì nè lắm. Đó, này chị của Phiêu Long nha mọi người. Rồi xin chào các cô chú anh chị trên kênh YouTube của Vi Chiên nha. Thì sáng nay em đã đến tại Châu Đốc tỉnh An Giang nha mọi người nha.
Thì bây giờ tụi em ăn cơm trưa, xong tụi em mới đi cúng bài cho mọi người nha. Đó. Thì bây giờ tụi em bên đây tụi em đã cúng đã ăn xong rồi, bây giờ tới bên này. Ở bên đây, bên đây là bùi lão. Canh, cơm, cá, cá rồi. Ăn nha cô chú nha. Ở bên đây là một số người xuống nữa. Đó. Đây có đũa nè, cái bàn có xuống chưa? Đấy đi. Đó, cái chén chén đó, một đồ ăn. Đây là còn canh chua đó nha mọi người nha. Nhi. Đó, đây là phần của cô chú ở đây. Cơm ăn ăn nhiêu cũng có cho cô nha. Ăn cho no nha. Hết cơm cái gì kia con nha. Con cô chú, ăn ngon. Dạ. Dạ. Hôm nay là chú quê mình đó, Cà nấu canh chua cá kho phở nè. Món đặc sản của quê hương Việt Nam mình rất là ngon nha mọi người ơi. Rất là ngon. Hôm nay em nói thiệt là tại chỗ này ăn ba chén luôn á. Món cá rất là ngon nha mọi người. Nhiều tớp, bây giờ anh cũng 4 năm tớp rồi đó. Nghe dạ. Đó là tớp của thương thân của lão. Đó. Còn tớp bên kia thì đang xuống. Đây là ba của quê hương. Dạ, chú có được đôi lời nói gì với khán giả không? Thôi vậy cho chúng nói đôi lời đi chú. Đây là ba của Vivi cái gì chị? Đây là chú một cái đùng. Kìa ba cái đùng luôn rồi kìa. Trời cho ba đó thôi kìa. Thôi chú từ từ dựng giải thưởng. Đó chị từ từ thôi. Vậy vậy đó. Cái này là ba của em cho mọi người nha. Đó thì mấy cô chú ngồi bên đây. Còn bên đây rất cũng xuống bên đây luôn. Bên em tụi em ngồi đây là ăn xong rồi nha. Đó, ăn xong tụi em chuẩn bị đem đi chùa. Rồi bây giờ là tụi em chuẩn bị đi chùa thôi, nói chứ cho cô chú ăn ngon miệng. Không, chú có đôi lời. Cảm ơn nha. Đây là những cái món ăn đặc sản của nhà nghỉ Thanh Vân làm cho quý vị nha. Đó, cá rất là hữu nghị nha. Khi nào mọi người muốn dùng, muốn thải ra. Đấy là mai mốt mọi người có đi chùa, đi xuống dưới chùa An Giang Châu Đốc Diễn Bà thì mọi người ghé ủng hộ nhà nghỉ Thanh Vân cho tụi em nha. Đó, đồ ăn và nhà nghỉ rất là rẻ luôn. Nó nói chung là khu khu được tụi em nha. Làm đại cũng đi ở đây chứ có mọi người. Dạ, nghỉ Thanh Vân là đó nhà hình vân vân nha, nơi mà chị Tuyết mất cái lo đó mọi người, đúng không? Đúng rồi, cái lo chịu view đó hàng triệu là tụi em hay đi xuống nhà nghỉ này lắm. Hay ngay cả Phu Phu cũng vậy luôn. Phu Phu mỗi năm nếu mà được ghé chùa Bà Châu Đốc ăn luôn Phu Phu đều là tôi xuống nhà nghỉ này luôn. Nói chung là nếu mà tính ra nhà nghỉ thì mình đi cũng 2-3 lần. Bà hai em nói chung là mấy năm chờ em đi ở đây không mà. Bởi vậy lúc nào tụi em gọi điện thoại xuống đây của chị này, chị á để chị chủ đây thì kêu đi ra chị chủ chị qua chị hình chị ơi đèn chị chủ đó, khi mà đi xuống là chị biết là nhóm của Thu Phương xuống là cũng là bạn của Thu Vivi với Giang Long đồ đó, là chị chăm sóc tận tình. Thì nói chung thì không chỉ riêng Thu Phương thì khách nào thì ủng hộ chị đến thì cũng một chị cũng ủng hộ nhiệt tình đến cho quý khách ghé đây vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Thì món ăn ở đây là chị làm giá túi tiền cũng rất là ok cho mọi người nha. Đồ ăn này đó mọi người thấy không, rất là sạch sẽ luôn. Đây là cái ăn bếp của chị để chị làm những món ăn đem phục vụ lên cho quý cô chú đúng không chị? Đó thì chị có ý là kêu mọi người khi nào mà tới đây ủng hộ nhà trọ của chị, không? Dạ. Chị thì ở đây chị thì cho thuê nhà trọ, với chị có nhận nấu ăn uống để công phần cho khách đó. Thì khách nói chung là bên đầu nữ Thu Phương là chị cảm ơn rất là nhiều. Là trước đây là ủng hộ chị không? Cho nên là giá cả chị để rất là hợp lý, mà không phải là đoàn của Thu Phương ai cũng vậy. Khách đến với chị là lúc nào cũng có ưu đãi. Phòng này thơm mát sạch sẽ, ăn uống là giá cả hợp lý. Và bảo đảm một điều là phải an toàn thực phẩm. Ngon. Cảm ơn chị nha. Đó em gọi hỏi xuống là chị lúc nào chị cũng mà ôi cho tôi Phương xuống hả nhá, em nói em MVP nè, em quên đi một mình em thôi chứ chị lấy bưng này giùm em. Dạ nó là an toàn mọi thứ luôn. Đúng rồi, đến với em là bảo đảm ok tất cả, từ đồ cúng tới đồ ăn cho tới phòng ốc, là nói chung là mình phải đảm bảo cho khách một cách tuyệt đối nhất, nên là rất là chú ý. Năm nào thì em cũng ghé đây nha mọi người, đừng quên. Đoàn Vũ Thu Phương thì nói ngay là xuống đây là ủng hộ chị hết, chị thương lắm. Chị cũng rất là cảm ơn các em nhiều với chị. Dạ. Dạ. Xin những sợ luôn mọi người đó. Tụi em ở đây đó mọi người, đồ cúng đồ thiệt bài rồi. Rất là nha. Bên đây là tụi em ăn xong hết rồi.
còn có mình em chưa ăn thôi, em chuẩn bị em nói cái này gì em chưa ăn luôn á. Cho cha mẹ hồi trước, cô chú lớn chị không đi mới ăn. Ờ, thấy không? Rất là nhiều. Đây là của em ăn xong hết rồi, bên đây là cốc của chú bày. Hết cơm thì cũng đi lên nha, chú bày đi ăn này nha. Ăn cơm nhiều luôn chút. Dạ, cũng còn mọi người ơi đó. Thì bây giờ là ăn xong rồi thì có lan hết cửa chua của BB cho mọi người rồi nha. Đó, cái này là anh chủ tiệm đã mời mọi người ăn cửa chua lạnh luôn.